Thì hôm nay á, mình sẽ đi vào cái bài tiếp theo. Bài thứ hai đó là tổn thương cơ bản của tế bào và mô. Thì ở trong bài học này mình sẽ làm quen với những cái... Recording stopped. Thì mình sẽ làm quen một số thuật ngữ của giải phẫu bệnh, sau này suốt quá trình học mình sẽ nghe đi nghe lại ha. Như là tăng sản nè, rồi thì nghịch sản, teo đét, rồi hoại tử, rồi tự hủy tế bào ha. Nhất là nhiều thuật ngữ mà sau này mình sẽ thường nghe khi mình học cái bài xong. Thì đầu tiên sẽ là và mục tiêu bài học. Thì mục tiêu bài học hôm nay mình sẽ phân tích, miêu tả hình thái học và phân tích cái cơ chế của nó, năm loại đáp ứng thích nghi. Mình sẽ mô tả phân tích những loại ứ động nội bài, những loại lắng động ngoại bài, mô tả đặc điểm và hình thái của hoại tử và tự hủy tế bào, cũng như mô tả phân tích những cái hình thái mô học của hoại tử, những cái tên gọi và đặc điểm cơ chế của những cái hình thái hoại tử khác nhau. Rồi mình đi vào bài học. Recording in progress. Thì đây mình thấy cấu trúc của cơ thể. Thì cái đơn vị nhỏ nhất và tạo nên từ những cái tế bào, rồi những cái tế bào cùng hoạt động chức năng, nhiều loại tế bào cùng hoạt động chức năng tạo nên một cái mô, rồi tế bào mô nhiều loại mô khác nhau phối hợp với nhau và tạo nên thực hiện những cái chức năng riêng biệt, một cái thể. Ví dụ như là cái gì, nhiều loại tế bào gan, nhiều cái tế bào gan cùng tạo nên là một cái mô gan. Ở trong một cái gan, một cái tạng là gan, không chỉ gồm những cái tế bào gan mà còn tế mô đường bọc, mô mạch máu, mô sợi, tạng và nhiều tạng với nhau, gan rồi mật rồi gì ống tiêu hóa thành cái hệ thống, là cái hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, hệ nội tiết, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, và cuối cùng mới tạo nên cơ thể. Thì mình thấy một cái rối loạn biểu hiện ra của cơ thể bệnh nhân, cơ thể người xuất phát từ những cái rối loạn ở tầng thấp hơn, và suy cho cùng cũng là tới rối loạn của phần từng cái tế bào và mô trong cái cơ thể người. Thì hôm nay mình sẽ học về cái rối loạn tế bào và của mô. Thì thấy ở đây là hoạt động của tế bào ha, gồm bốn loại hoạt động khác nhau, và hoạt động về sinh tồn, hoạt động sinh sản, hoạt động về thích nghi, hoạt động về hóa. Thì sinh tồn là gì? Sinh tồn tức là tế bào đó nó phải sống trước khi nó hoạt động, trước khi nó làm những chức năng của nó trong cơ thể, trước khi nó sinh sản ra tế bào mới thì nó phải sống. Thì đây là cái hoạt động cơ bản nhất của mọi loài tế bào. Thì là gì? Có hoạt động sinh tồn của nó là nó sử dụng năng lượng. Thì trong thì khi cái tế bào được cung cấp năng lượng thì có một phần của nó sẽ sử dụng để cho cái quá trình sinh tồn này. Và khi mà có bắt đầu có sự thiếu hụt năng lượng và có sự tổn thương của những cái thành phần tế bào thì cái tế bào nó sẽ giảm những hoạt động khác và nó sẽ cố gắng duy trì cái hoạt động sinh tồn của nó để tránh nó bị chết tế bào. Rè.
Đây là hoạt động về sinh tồn. Ừ, rồi sẽ nói chậm nha. Rồi, bắt đầu mình nói về hoạt động sinh sản. Thì các cái tế bào nó cũng giống như cơ thể người vậy đó, như con người ha, cũng sẽ có hoạt động sinh sản để tái tạo thành cái tế bào mới. Thì một cái tế bào nó sinh sản bằng cách là nó nhân đôi thông qua quá trình tuần hoàn. Thì khi mà tế bào, khi một tế bào sinh sản nó sẽ tạo ra hai tế bào mới giống y chang cái tế bào mẹ. Thì không phải là tế bào nào cũng có hoạt động sinh sản. Có những cái tế bào mà có khả năng sinh sản mạnh như là tế bào biểu mô, hay như tế bào biểu mô da, biểu mô ruột, biểu mô hô hấp có khả năng sinh sản rất mạnh. Nhưng mà có những tế bào không có khả năng sinh sản, ví dụ như tế bào mô cơ tim hay là tế bào mô não, mô neuron thần kinh đó. Hay là nói đến hoạt động thích nghi. Thì hoạt động thích nghi là gì? Nó là cái tế bào biến đổi để đáp ứng với sự biến đổi thay đổi môi trường. Thì trong suốt quá trình sống của con người thì thấy là cơ thể người chịu tác động nhiều của môi trường xung quanh, thì các cái tế bào cũng sẽ có những biến đổi thích nghi phù hợp để gì? Để hoạt động tốt trong cái điều kiện biến đổi môi trường đó. Cuối cùng là hoạt động chuyển hóa. Thì các tế bào nó sẽ hoạt động chức năng của nó thông qua quá trình chuyển hóa các chất bài tiết tiết và chế tạo và tiết ra những cái protein, cái chất riêng biệt của từng tế bào. Thì thông qua quá trình chuyển hóa các tế bào nó mới biểu hiện được cái chức năng của nó trong cái tổng thể bộ máy hoạt động của cơ thể. Bạn để ý ha, để thử điều chỉnh âm thanh coi. Và bây giờ mình thử ngăn lọc âm cao rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Nếu như bạn nghe còn ồn hay gì đó thì nhớ nhớ báo lên đây liền. Nãy giờ để tăng cái mức độ lọc âm mà vẫn còn. Rồi. Rồi bây giờ mình đi vào cái từng cái hoạt động, từng cái biến đổi của tế bào. Thank you.
Rồi bây giờ mình nói về có rối loạn thích nghi. Rối loạn thích nghi. Thì rối loạn thích nghi, tổn thương rối loạn thích nghi, thì đáp ứng thích nghi đó là những cái biến đổi hình thái của tế bào và mô để nhằm gì? Nhằm thích ứng với môi trường xung quanh, nhằm thích ứng sự thay đổi của môi trường xung quanh. Thì có năm loại đây là phì đại, teo đét, tăng sản, chuyển sản và nghịch sản. Thì cái nghịch sản này nè, thật ra nó không phải là bản chất của nó không phải là rối loạn thích nghi, nhưng mà thường nó đi kèm với những cái rối loạn khác, thích nghi khác. Nói về phì đại tế bào, thì phì đại là cái hiện tượng trong đó sao tế bào nó tăng về kích thước, tăng về khối lượng tế bào do có sự tổng hợp những cái thành phần cấu tạo này. Thì thường là cái tế bào này nó có sự tăng lên về số lượng của những cái bào quang và bào tương, nhưng tế bào vẫn bình thường, không có sự biến đổi về nhân tế bào. Ở trong một cái mô á, vì sự các tế bào phì đại nó sẽ làm phì đại cái kích thước nói chung của cái mô cơ quan, mô cơ quan mà nó tạo nên, cấu tạo nên. Thì phì đại thường là đi kèm với tăng sản. Thì nhìn chung á, phì đại á, nguyên nhân phì đại thường là do một yêu cầu tăng lên về mặt chức năng đối với tế bào hoặc là mô tương ứng mục đích. Thì người ta thấy phì đại có hai cái nguyên nhân là nguyên nhân sinh lý với nguyên nhân bệnh lý. Nhân sinh lý ví dụ như là ở vận động viên, thì ở vận động viên có sự hoạt động liên tục mạnh của những cái cơ vân khiến cho gì tế bào cơ nó sẽ tạo ra nhiều cái siêu sợi cơ hơn, khiến cho tế bào cơ phì đại to lên và làm cơ bắp của những vận động viên nó nở nang hơn. À, và sẽ làm cho họ gì? Họ những cái cơ bắp có trở nên là hoạt động tăng cái chức năng, có khả năng là hoạt động mạnh hơn. Hoặc là ở người phụ nữ mang thai. Thì chính sự tăng của những cái nồng độ của hormone estrogen tác động lên tế bào cơ trơn người phụ nữ, khiến cho có tế bào cơ trơn nó to ra. Bị đại lên, chứa trong đó nhiều cái sợi cơ, siêu sợi cơ hơn. Thì những cái nguyên nhân sinh lý này nè, nó giờ đáp ứng của cơ thể thôi. Còn bây giờ mình nói đến cái phì đại do bệnh lý, thì phì đại do bệnh lý, ví dụ như là phì đại tâm thất do tăng huyết áp hoặc là bệnh lý van tim. Thì trong bệnh lý tăng huyết áp sẽ làm tăng cái gì, sức cản ngoại biên đúng không? Làm tăng cái hậu tải. Thì như vậy á, tim nó muốn bơm máu lên được cơ thể duy trì cái khối lượng tuần hoàn, thì nó phải tăng cái sức co bóp cơ tim. Việc tăng liên tục sức co bóp cơ tim dần dần cũng sẽ làm tăng cái gì, làm tăng cái kích thước của những cái tế bào cơ tim. Thì nó sẽ làm cho, và những khi cái tế bào cơ tim nó phì đại, nó sẽ làm phì đại nguyên một cái tập tất cái. Rồi. Đây là phì đại tử cung của người phụ nữ mang thai nè. Thì cái hình A là thấy là cái hình so sánh giữa tử cung của một người bình thường và tử cung của một phụ nữ mang thai này. Thì hỏi hình B á là tế bào cơ trơn tử cung bình thường. Mình thấy các bạn để ý kích thước của từng loại tế bào cơ trơn á. Và hình C là tế bào cơ trơn phì đại. Thì mọi người có thể thấy ở đây là tế bào cơ trơn phì đại gấp nhiều lần so với tế bào cơ trơn bình thường. Đây.
thì cái tế bào cơ trơn này nè, vì cái sự tác động với tác động của những cái hormone môn mà nó tăng tổng hợp những cái sợi cơ ở trong bào tử của nó mà so sánh hình ảnh như này. Thì sau khi sinh thì sao, thì giờ không còn sự tác động của những cái hormone môn đó nữa, nên kích thước của những cái tế bào cơ trơn nó sẽ dần dần nó trở về cái tình trạng trạng thái ban đầu, trạng thái bình thường. Còn đây là một cái hình ảnh của tăng phi đại về bệnh lý. Thì ở cái hình A là hình ảnh của một cái tim bình thường và tim bị phi đại. Phía trên là phần tim bình thường nè, rồi thấy phía dưới là tim phi đại. Thì ở trong tăng huyết áp thì cái tế bào cơ tim nó phải hoạt động nhiều, hoạt động mạnh hơn, tống một cái lượng máu đảm bảo được nhu cầu bình thường của cơ thể, vượt qua được sức cản ngoại biên, vượt qua hậu tải. Cho nên là sao, dần dần á tế bào cơ tim sẽ có hiện tượng tái cấu trúc, mà tế bào cơ tim nó to ra hơn, chứa nhiều trong đó nhiều cái siêu sợi cơ hơn, như sợi actin, sợi myosin đó, như mình học ở trong cái môn học rồi. Phi đại là sự tăng kích thước của bào tử nha, không có liên quan đến nhân. Thì các bạn thấy ở đây nè, khi mà cái cơ tim nó phi đại ra thì nó có cái tác dụng mà làm tăng cái sức co bóp của tim, nhưng mà nó có tác hại là nó làm hẹp lòng của thất cái, làm hẹp lòng của tâm thất. Và khi tâm thất bị hẹp thì sao, chứa được ít máu hơn, và khi máu trong tâm thất ít hơn thì dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn, giảm thể tích máu trong một cái ngắt bóp, dần dần sẽ dẫn đến suy tim. Thì mình thấy là ở trong cái phì đại thất do tăng huyết áp đó, vừa có tác dụng vừa có lợi ích, đó là tăng sức co bóp, nhưng lại tác hại là dẫn tới là gì, giảm cái thể tích nhắc bóp. Vậy người ta thấy bệnh nhân mà sao tăng huyết áp mà dẫn đến phì đại cơ tim, tức là một cái biểu hiện xấu à, và có thể là và một thời gian ngắn sau sẽ đi vào suy tim. Hay là teo đét như vậy, được loại với phì đại thôi, teo đét là giảm khối lượng hay kích thước. Các bạn bào tương tế bào nó bị giảm, cái bào quang ít đi, nhưng mà sao không ảnh hưởng đến nhân. Như mình nhớ nha, nó là gì, phì đại lẫn teo đét thì nhân của tế bào bình thường, không có thay đổi gì về số lượng của nhân đó, số lượng tế bào bình thường. Thì ở trong teo đét cũng có những cái nguyên nhân sinh lý tại bệnh lý. Ngày cuối tuần hay sao nó làm quá trời làm sửa nhà mà ăn say quá, chứ mọi lần đâu có tới mức vậy. Thì nguyên nhân sinh lý là tử cung co nhỏ sau sinh. Thì sau khi sinh đó thì không còn cái tác động của những học môn như estrogen nè, ngoài ra còn tác động thêm của những cái học môn khác như là oxytocin đó, khiến cho tử cung co nhỏ nhanh sau sinh. Và tử cung co nhỏ nó cũng còn cái tác dụng, nó là giúp cầm máu sau sinh đó. Cơ quan của người già teo lên giảm hoạt động. Thì khi một cái vùng nào đó mà nó giảm hoạt động thì sẽ khiến cho gì, máu nó ít hơn, đúng không, máu nó ít hơn, rồi ít có sự kích thích thần kinh hơn, khiến cho cái vùng đó nó cũng, khi tế bào đó nó cũng giảm sản xuất ra những cái chất trong bào tử của nó, rồi những cái tuyến sinh dục của người già bị teo do mất kích thích. Nguyên nhân bệnh lý ví dụ như là teo cơ do bại liệt, hoặc là bị gãy xương phải bất động lâu ngày, là teo dần bộ não do sơ vữa động mạch. Thì ở trong cái bệnh lý sơ vữa động mạch này nè, nó sẽ làm cái gì,
giảm đường máu nuôi và thậm chí là gây ra tắc nghẽn những cái mạch máu nhỏ, tắc nghẽn cái vi mạch. Như vậy ra có thể nó có thể gây ra những cái gì, cái ổ nhồi máu nhỏ trong não làm mất cái chất não. Thì người ta thấy là ở trong bộ não người già mà bị sơ vữa động mạch đó, sự suy giảm về cái khối lượng, cái kích thước của não bộ. Thì như mình thấy ở đây, theo cơ ở chân phải của bệnh nhân bị bại liệt, mình thấy là về mặt đại thể nha, mình thấy là cái gì, cái kích thước của cái cơ này nè, phải ở bên chân phải đó nhỏ hơn so với bên chân trái, đúng không? Bên chân phải nhỏ hơn cái kích thước của bên chân trái. Thì khi người ta so sánh giữa hình ảnh kính hiển vi của một cái cơ vân bình thường và cơ vân teo rét giữa hình ảnh B và hình ảnh C, khi mình học môn học rồi mình nhớ cơ vân á là có dạng gì, dạng hợp bào gồm là một tế bào nhiều nhân, đúng không? Nhân nằm ở ngoại vi của tế bào. Ở trong bộ tương này nó chứa những cái sợi actin, sợi myosin. Thì trong tế bào cơ teo đét còn thấy nè, giờ mình xét bệnh nhân thì vẫn bình thường ha. Bạn so sánh kích thước của nhân hai bên đi. Mình thấy nha, kích thước của những cái nhân tế bào cơ này nó khá là bằng nhau, giống nhau. Không có sự teo nhỏ hay là phình phì đại. Tuy nhiên là bào tương của nó, bị giảm về mặt kích thước. Mà khi bào tương bị giảm về mặt kích thước thì là sao? Nghĩa là những cái sợi siêu sợi cơ ở trong đó nó cũng bị giảm về số lượng, khiến cho cái cơ này nó yếu hơn, nhỏ hơn. Mình thấy ở trong bào tương còn chứa những cái chất màu nâu nâu, đây là những cái gọi là cái lipofuscin đó, là một lát mình học. Cái phần sau của bài mình sẽ hiểu lipofuscin là gì, thường gặp ở trong cái mô thoái hóa. Nó tính tăng sản. Rồi. Nói về cái tăng sản thì bây giờ mình nói teo đét và phì đại thì nó không có thay đổi về số lượng của tế bào, mà tăng sản thì khác. Tăng sản lại có thay đổi về số lượng tế bào và là tăng lên số lượng tế bào. Thì các cái tế bào này số lượng bằng cách là phân bào, một cái tế bào mẹ phân chia thành hai tế bào con giống như cha về mặt di truyền. Thì cái tăng sản này nó chỉ gặp ở những tế bào gì, những tế bào mà còn khả năng phân chia, ví dụ như là tế bào tế bào biểu mô ha, như là ở biểu mô ruột, biểu mô da ha, biểu mô hấp đó. Hoặc là những cái tế bào cơ trơn hay cơ vân, và những cái tế bào như tế bào nơ rong thần kinh hay là tế bào cơ tim đó, thì nó không có hiện tượng này, nên nó không có phân chia được. Thì có hai loại tăng sản là tăng sản sinh lý và tăng sản bệnh lý. Thì tăng sản sinh lý là gì? Cái tăng sản sinh lý là sự tăng sản do cái hoạt động của hóc môn, sự tăng cao về cái lượng hóc môn hoặc là những cái yếu tố tăng trưởng xảy ra hơi nhiều
hoặc là khi nào người ta cần bù đắp lại mô phá hủy hoặc bị cắt bỏ, khi mà cơ thể mình cần bù đắp lại những cái mô bị tổn thương, bị phá hủy. Ví dụ như ở đây là tăng sản mô, mô tương vú thì ở người vậy thì và ở người mang thai ha, thì mình thấy là ở người mang thai thì cái nhu cầu đắp, nhu cầu thì chuẩn bị vú, chuẩn bị cho quá trình cho con bú sau sinh, và dưới tác động của những cái hormone môn thì cái tuyến vú nó có hiện tượng tăng sản và phì thải luôn cái tuyến vú so với một người vậy thì bình thường. Thì đây là một cái tăng sản sinh lý, hoặc là sao tăng sản bù trừ những cái mô bị cắt bỏ thì phá hủy, tức là ở ví ở mô gan thì thấy á là cái gì, ở một người bị cắt mất một phần gan thì cái phần gan còn lại nó sẽ tăng sản, nó sẽ sinh sản ra những cái tế bào gan mới, và chỉ trong khoảng một thời gian ngắn thôi thì nó đã tái tạo toàn vẹn lại một cái mô gan mới. Thì đó là một cái đặc điểm rất là hay khiến cho gì ta ứng dụng một việc này ghép gan đó. Thì ta thấy là ở cái người cao gan với người nhập gan ha, thì đều có hiện tượng tăng sản từ này. Không chỉ là ở người tăng sản bù trừ không chỉ gặp ở trong ghép gan mà còn nhiều cái trường hợp khác, ví dụ như là khi mà mình bị tổn thương, ví dụ như là bị dao cắt đứt tay thì sao, một thời gian sau những cái phần biểu mô da và những cái phần mép xung quanh nó tổn thương, nó cũng tăng sản và tái tạo lại nguyên vẹn. Thì mình thấy ở đây là vú của người trưởng thành bình thường ha. Đấy là vú cấu tạo gồm những cái đơn vị tiểu thụy ống dẫn và được ngăn cách với nhau bởi cái mô mô đệm sợi xơ và mô mỡ xen lẫn trong mô vú. Thì đây là vú người phụ nữ bình thường trưởng thành. Rồi. Ở trẻ em thì vú khác nữa nha các bạn, và ở đây là người trưởng thành. Rồi. Còn đây là người đang cho con bú đang tiết sữa. Thì ở cái vú một người đang tiết sữa, tức là sau khi sinh và đang cho con bú, thì ta thấy là mỗi một cái tiểu thùy, đây là một đơn vị tiểu thùy ống tọn, thì ở đây được tăng lên về số lượng của những cái tiểu thùy vú này. Đây nha, không chỉ tăng lên về một cái tiểu thùy vú trong một cái đơn vị tiểu thùy, có sự tăng lên về những cái đơn vị tiểu thùy này san sát nhau, cái ống dẫn sữa nó cũng giãn rộng quá, chứa nhiều cái chất dịch này, cái chất bản chất là cái chất sữa. Ở trong cái tế bào này mình thấy là những cái khoảng sáng sáng này nè chính là những cái không bào mà, chứa những cái chất tiết, chất sữa tiết. Ở đây là tăng sản sinh lý nội mạc tử cung của phụ nữ theo cái chu kỳ kinh nguyệt. Thì mình thấy là ở đầu chu kỳ này, thì mình thấy là nội mạc tử cung sao mỏng, tương ứng với cái hình thể học của nó là cái gì, thì cái tuyến nội mạc thừa thớt tròn nhỏ rải rác thừa thớt. Thì ở dưới cái nội kích thích của nội tiết tố tiết ra từ buồng trứng và hoàn thể từ trứng từ những cái tế bào vỏ và hạt đó, từ hoàn thể thì sao, thì bắt đầu càng ngày thì cái tuyến này bắt đầu là nó mình thấy nó dày lên ha, tăng về số lượng của tế bào tuyến. Những cái tuyến này bắt đầu nó trở nên kéo dài ra, số lượng tế bào nhiều hơn, nó trở nên ngoằn ngoèo, cái tuyến nội mạc. Rồi cái phần mô đệm nội mạc này, cái phần mô đệm nội mạc này cũng trở nên tăng
ăn lên và mô đạm đến lên phù nề. Thì nếu như mà có cái hiện tượng tụt thai thì sao? Thì chính cái sự tăng sản của mô đạm này nè, nó sẽ tạo môi trường thuận lợi để cho thai nằm tổ ở trong nội mạc. Và nếu như không có hiện tượng tụt thai thì đến cuối cái chu kỳ kinh, đến cuối chu kỳ thì bắt đầu là xảy ra cái hiện tượng gì? Hiện tượng thoái hóa mạng thể, suy giảm cái lượng hormone, khiến cho cái tuyến mặt tử cung này nó sẽ bị dần dần nó hoại tử và bong tróc ra bên ngoài, tạo thành cái hiện tượng thần kinh. Bạn hỏi là tăng sản và phì đại, thì tăng sản là tăng lên về số lượng, còn phì đại là tăng về cái kích thước của tế bào, hiểu không? Thì ta thấy là tăng sản và phì đại thì thường là đi kèm với nhau, tức là một cái hiện tượng có thể là một cái mô nó vừa có tăng sản vừa có phì đại. Bây giờ mình nói về cái tăng sản về bệnh lý, thì tăng sản về bệnh lý nó cũng là do tăng sản dưới cái gì, dưới cái tác động của yếu tố tăng trưởng và học không kích thích, nhưng mà những cái này nó dư thừa ha, dư thừa quá mức không thích hợp, và nó có thể gây ra những cái triệu chứng bệnh lý, ví dụ như là tăng sinh, tăng sản lành tính cái tiền liệt á, dưới cái sự kích thích quá mức của androgen. Rồi để tiếp ở đây thì tăng sản bệnh lý là một cái bất thường, là phải bất thường. Thì nó là phải bất thường nhưng mà nó lại vẫn nằm dưới sự điều khiển của học môn, đúng không? Và sao? Và khi có nguyên nhân được loại bỏ, tức là mình điều chỉnh lại những cái tác động thì sao? Thì nó sẽ thoái lui. Vì ở đây là một cái tăng sản của tiền liệt, thì ở người nam giới mà dưới 45 tuổi đó, thì cái kích thước của tiền liệt nó khá là ổn định. Tuy nhiên sau lứa tuổi đó là sao? Thì người ta thấy là có sự tăng lên một cách nhanh chóng về cái kích thước, về thể tích và về khối lượng của tuyến tiền liệt, và nó có thể là sao? Làm chèn ép cái phần điều đạo tiền liệt và khiến cho những cái triệu chứng như là tiểu, tiểu lắc nhắc, những triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt đó. Mình thấy ở trên một cái tiền liệt phì đại mình sẽ thấy xuất hiện cái cục, cái nốt. Cái nốt thì ở đây là sao? Có những cái tế bào trong tuyến tiền liệt này không phải là tế bào nào đó cũng đáp ứng giống nhau với sự kích thích của học môn. Có một số tế bào nó nhạy hơn sự kích thích học môn, khiến cho nó tăng lên, tăng sản và số lượng nhanh hơn so với vùng xung quanh, và chúng ta thành cái nốt. Đấy, tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt mà mình nhìn ở dưới kính hiển vi
thì đây mình sẽ thấy là những cái tế bào tuyến này nó tăng lên rất là nhiều về số lượng mà các tuyến nó xếp san sát nhau, tế bào tuyến xếp san sát nhau xung quanh đây là các tế bào cơ trơn tuyến tiền liệt cũng phì đại và tăng sản, tăng lên về số lượng luôn. Vì cái này tăng sản hoàn toàn khác biệt với ung thư, nhưng mà tăng sản bệnh lý đây là một cái rất mong ung thư xuất hiện. Người ta thấy rằng là cái gì, tăng sinh cái phần nội mạc tử cung á thì là tăng cái nguy cơ xuất hiện ung thư nội mạc tử cung, hoặc là sao, hoặc là tăng sinh trong ống tuyến vú thì cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú. Mình có thể giải thích cái hiện tượng này thế nào, thì mình biết tăng sản là tăng về số lượng do quá trình phân bào, và trong quá trình phân bào thì sao, có cái hiện tượng sao chép, sao chép những cái nhiễm sắc thể, sao chép bộ máy di truyền thôi, từ tế bào mẹ cho tế bào con. Thì trong lúc mà trong lúc mà cái gì sao chép đó thì sẽ xảy ra những cái sai sót, những cái sai sót trong quá trình sao chép DNA. Nếu như cái sai sót đó không có được cơ thể sửa chữa, phát hiện và sửa chữa, thì nó sẽ sao, sẽ xuất hiện những con tế bào lạ mang cái đột biến về di truyền, và đó thì những cái tế bào lạ đó có thể là những con tế bào mang những cái đột biến đi ung thư. Thì đấy là tăng sản sẽ dẫn tới là tăng nguy cơ ung thư như vậy. Sản hay diễn ra bất đồng đều hoặc là không đồng đều là trong một môn, cái ví dụ về cái tăng sản cục ở tuyến tiền liệt như mình nói. Bây giờ mình qua đến chuyển sản. Thì chuyển sản là một hiện tượng mà sao, một loại tế bào hoặc là mô bình thường nó trở thành, nó biến đổi thành một loại tế bào mô mô khác cũng hoàn toàn bình thường. Thì cuối cùng nó sẽ tạo nên một cái mô mới bình thường và hình thái những bất thường về vị trí. Mình xem những cái hình ảnh mình sẽ hiểu rõ hơn. Thì nhìn chung cái chuyển sản nói cách dễ hiểu là cái gì, những cái tế bào ở tại một cái cơ quan nó biến đổi thành một cái loại tế bào của một cái cơ quan khác, hoặc là một cái loại tế bào khác hoàn toàn là trưởng thành và bình thường về hình thái nhưng mà lại bất thường vị trí. Thì chuyển sản là một cái thay đổi rất là khả hồi, tức là sao, khi mà mình thay đổi, ngưng những cái tác động từ môi trường hay sao, thì nó thể chuyển sản có thể gì chuyển từ cái loại tế bào mới trở thành tế bào cũ bình thường lại trở lại. Cái cơ chế của chuyển sản thì trước khi mình nói về cơ chế của chuyển sản thì mình phải nói với bạn hiểu vấn đề thế này. Toàn bộ những cái tế bào trên cơ thể người mình đều có chung một cái bộ DNA, đều có chung một máy di truyền. Cái tế bào ở não nó giống như có cái mang cái bộ gen giống như lại tế bào ở gì ở da, và nó cũng giống với cái tế bào gan, tế bào thận, hoàn toàn giống nhau hết. Và mình thấy sao, tuy rằng một cái di truyền giống nhau như vậy nhưng mà từng cái mô, từng cơ quan hoặc từng cái tế bào trong cái một cơ quan đó, nó lại rất là khác nhau về hình thái, về chức năng của nó. Như vậy lý do là cái gì, lý do là ở chỗ này, cái bộ máy di truyền nó giống như là một cuốn bách khoa toàn thư,
mà mỗi tế bào ở mỗi cái cơ quan khác nhau, mỗi cái vị trí khác nhau, nó chỉ sử dụng một cái đoạn ở trong cái cuốn bách khoa đó, để đọc một cái đoạn ở trong cái cuốn bách khoa đó để nó hoạt động đúng đức năng của nó. Vì vậy sao khi mà có sự thay đổi về môi trường, tức là cái tế bào đó nó phải thay đổi chức năng của nó để phù hợp hơn với cái tác động của môi trường, thì nó sẽ phải thay vì đọc đoạn này nó chuyển sang nó đọc đoạn khác, thì nó biến đổi thành tế bào khác và biệt hóa theo một cái hướng khác. Đó là cái cơ chế á. Thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyển sản như là viêm mạn ha, như người ta thấy là cái viêm dạ dày tính do nhiễm hắc Helicobacter pylori á, sẽ dẫn tới chuyển sản ruột, hay là những rối loạn nội tiết nè, rối loạn dinh dưỡng, hay yếu tố hóa học, ví dụ như là gì tiếp xúc với axit dạ dày ở trong cái bệnh lý trong dạ dày thực quản cũng làm cho cái biểu mô thực quản nó chuyển sản thành biểu mô ruột. Giờ mình nói về loại chuyển sản, thì chuyển sản có thể ra ở biểu mô hoặc là ở trung mô. Mình học môn học mình biết thế nào là biểu mô rồi, đúng không? Thế là trung mô rồi, chuyển sản hay là ở biểu mô hoặc trung mô. Thì chuyển sản biểu mô có nhiều loại như chuyển sản gai. Chuyển sản gai là chuyển sản từ một lớp do từ một loại tế bào biểu mô trụ, ví dụ như là trụ của phế quản nè, trụ của tuyến cụt trong của tử cung nè, hoặc là của ống tuyến nước bọt nè, chuyển sản thành biểu mô gai, tức là biểu mô lát tầng. Lát tầng này có thể là sừng hóa hoặc không sừng hóa. Và chuyển sản trụ, chuyển sản trụ là chuyển sản từ một loại biểu mô khác thành biểu mô trụ. Ví dụ như ở đây là biểu mô bàng quang ha. Khi có viêm mạng thì cái biểu mô niệu là biểu mô bàng quang, mình biết là biểu mô gì, biểu mô chuyển tiết, biểu mô niệu. Thì khi có viêm mạng nó sẽ chuyển sản thành biểu mô trụ giống như là ruột hoặc là thực quản. Thì trong bệnh Barrett thực quản á, mình thấy là axit dạ dày nó tràn ngược lên thực quản mà nó làm tổn thương và làm biểu mô thực quản nó biến đổi thành biểu mô trụ qua giống như biểu mô dạ dày hoặc biểu mô của ruột non. Và chuyển sản ngày như tế bào hốc của phổi nè, trong sơ phổi chuyển sản thành tế bào ngày. Chuyển sản ruột ha, cái phần niêm mạc dạ dày ở vùng kế cận ổ loét thường là do nguyên nhân là nhiễm viêm dạ dày và HP, nó sẽ chuyển sản thành biểu mô ruột non hoặc là biểu mô già. Và chuyển sản biểu mô trong các loại carcinom tuyến, ví dụ như là carcinom của tuyến nội mạc cuối cùng thường có chuyển sản thành biểu mô gai. Thì carcinom này là một loại ung thư, đó là ung thư biểu mô á. Thì ở cái bài học bài u của ung thư thì mình sẽ học về những cái lý, về những cái tên gọi của những loại ung thư khác nhau. Rồi đó, chuyển sản về mô liên kết. Thì ở trong những cái bệnh lý như là bệnh lý viêm cơ này, thì trong mô cơ bị viêm mạng tái đi tái lại nhiều lần thì có thể biến đổi thành mô xương hay mô ruột. Và những cái vách động mạch mô liên kết sẽ thành xương. Hoặc là ở trong cái bệnh lý u, có lẽ u của tuyến nước bọt, u tuyến đa dạng thì mô lạng cũng phải chuyển sản thành sụn hay là xương. Quan sát một số cái hình ảnh này. Hình ảnh ở đây là hình ảnh tuyến dạ dày bình thường và tuyến dạ dày có chuyển sản ruột. Thì
Đây là tuyến dạ dày bình thường hay là biểu mô trụ? Mô trụ đơn chế nhầy không tế bào đài. Thì những cái biểu mô tuyến dạ dày này nó có chức năng là chế tiết ra axit dạ dày ha. Rồi. Thì khi bị nhiễm HP á, con H. pylori nó sống ở trong những cái chất nhầy của tuyến dạ dày. Thì để cơ thể mình muốn cố gắng loại trừ HP nó chuyển sang thành biểu mô của ruột. Thì biểu mô ruột thì HP nó không có sống được ở trong cái biểu mô ruột. Như vậy mình thấy là chuyển sang ruột giúp gì? Giúp cái phần dạ dày á, nó loại trừ HP và cố gắng loại trừ HP, nhưng mà nó gây hại là gì? Cái tác động xấu là nó làm giảm cái khả năng bài tiết axit dạ dày, giảm khả năng gì? Tiêu hóa thức ăn. Rồi, ở đây mình thấy là ở người hút thuốc lá, mình thấy là cái biểu mô bình thường của phế quản là biểu mô hô hấp, biểu mô tụ cho toàn có lông chuyển. Thì những cái lông chuyển này chức năng là gì? Chức năng của những cái lông chuyển này nè, nó giúp cho gì? Quét và đẩy thức ăn ha. Xin lỗi, đẩy những cái gì chất bẩn từ bên bị bắt giữ ở trong cái khí phế quản á, nó quét ra bên ngoài để giúp cho cái đường thở lúc nào cũng sạch sẽ và thông thoáng. Nhưng mà sau khi có thuốc lá đi vào thì cái khói thuốc lá nó làm tổn thương những cái tế bào này. Thì chỉ có gì? Phần biểu mô gai nó mới giúp chống lại được cái tác động của khói thuốc lá. Như vậy cho nên sao ở người hút thuốc lá thì cái biểu mô trụ của phổi, biểu mô gai, thì nó sẽ giúp gì, làm giảm cái tác động có hại của thuốc lá lên cái đường hô hấp. Nhưng mà sao ngược lại nó sẽ làm gì các bạn? Sẽ làm giảm cái khả năng hoạt động của cái lớp lông chuyển này ha, giúp khiến cho gì? Được thuốc lá dễ bị viêm phổi nè, bị viêm nhiễm nó đi ra lại viêm phế quản phổi. Đây là cái hình ảnh thực tế ở trên kính hiển vi mình quan sát thấy. Thì ở đây là cái phần niêm mạc bình thường của phế quản từ cái vùng chuyển sản gai. Đấy, cái niêm mạc bình thường nó có gì? Có lông chuyển. Cái phần gì? Phần chuyển sản gai thì nó không có, thay thế bởi biểu mô lát tầng không dùng hóa. Tiếp ở đây là hình ảnh, hình A là biểu mô gì? Biểu mô trụ từ biểu sản trụ từ biểu mô gai thực quản. Đây ở trong cái bệnh lý trong dạ dày thực quản á, thì phần biểu mô gai thực quản này nó phải tiếp xúc trực tiếp với axit của dạ dày này. Thì bình thường biểu mô gai thực quản giúp gì? Giúp làm sao? Giúp cái thực quản không có bị trầy xước khi mà ma sát thức ăn được nuốt từ miệng xuống. Tuy nhiên khi mà gì gặp cái axit của dạ dày rồi biểu mô gai này sẽ bị tổn thương gây viêm thực quản ha. Thì để chống chịu lại cái tổn thương, cái tác động có hại đó thì sao? Thì cái biểu mô của thực quản biến đổi thành giống như biểu mô của ruột, biểu mô ruột mà chống chịu lại dưới cái tác động của axit dạ dày. Thì biểu mô ruột sẽ tiết ra cái chất nhầy á, giúp trung hòa axit. Rồi. Tuy nhiên sao nó sẽ gây ra hậu quả là làm dễ xuất hiện ung thư trên cái nền và đáy thực quản thế này. Hình B là mình thấy là chuyển sản của phế quản mình nói rồi. Hình C là phổi tử cung. Bây giờ ở người phụ nữ mà bước vào tuổi dậy thì dưới cái tác động của hormone môn giới tính, hormone sinh dục thì sao? Thì cái phần phổi tử cung nó cũng phát triển to ra, thì cái phần biểu mô trụ ở bên trong đó, nó phát triển lồi ra bên ngoài. Rồi hình ảnh là cái hiện tượng nó gọi là lỗ tuyến cổ tử cung. Thì khi
lộ ra bên ngoài thì nó sẽ chịu tác động của môi trường ngoài, từ những cái vi khuẩn và từ những cái mã sát trong âm đạo, thì dần dần tế bào nó sẽ chuyển sản thành tế bào trụ, tế bào trụ, xin lỗi, từ chuyển sản từ trụ thành tế bào gai như đây, tế bào gai. À, tuy nhiên cái vùng chuyển tiếp gây trụ nè lại là này là cái môi trường, gọi là cái nhắm ưa thích thua con HPV ha. Con HPV virus HPV á, cho nên là cái vùng này sao dễ bị tổn thương và ung thư. Giờ mình nói về cái còn những bệnh ung tiếp theo là phát tình hạch sản. Hạch sản là sự rối loạn về tăng sinh tế bào. Bây giờ mình nói về những cái khái niệm trước đây về phì đại, về teo đét, về tăng sản, đúng không? Về chuyển sản. Mình thấy là các tế bào nó bình thường về gì? Về nhân. Nhân nó bình thường ha. Có sự thay đổi về số lượng, về hình dáng, nhưng mà sao những cái tế bào nó hoàn toàn trưởng thành. Nhân nó bình thường, không có sự dị dạng nhân. Và hạch sản thì khác ha. Hạch sản là sự rối loạn trong tăng sinh của tế bào. Các tế bào sao? Tăng sinh mức độ cao hơn. Và sao nữa? Nhân trở nên dị dạng ha. Nhân to nhỏ không đều. Rồi màng nhân thì nhăn nheo ha. Nhân thì tăng sắc. Màng tế bào nó cũng gì? Cũng biến đổi. Rồi cách sắp xếp của tế bào thì nó cũng trở nên lộn xộn, mất phân cực, mất cực tính. Hạch sản thật ra nó không phải là một cái đáp ứng thích nghi ha, nhưng mà nó thường là nó xuất hiện trên một cái nền tảng sản. Thì mình thấy những cái đáp ứng thích nghi trước đây á, nó đều có gì? Cho dù là cái đáp ứng thích nghi bệnh lý thì nó cũng đều có mặt loại độc hại của nó. Còn hạch sản thì sao? Hạch sản đơn giản là một cái tổn thương tiền ung thư. Nếu như mà không điều trị thì có nguy cơ sẽ dẫn đến ung thư thật sự. Nói chung là hạch sản chẳng có tác dụng tốt đẹp gì hết à. Nó là một cái tổn thương tiền ung thư á, bản chất là như vậy thôi. Nhưng mà sao hạch sản có thể trả hồi nếu như những cái yếu tố kích thích giải quyết. Thì đây là thông qua mô hình. Thì đây là trong của tử cung. Đây là một cái tuyến cổ trong bình thường nè. Thì khi có hiện tượng lộ tuyến thì những cái tuyến cổ trong nó sẽ chuyển sản thành biểu mô gai. Mình thấy chuyển sản mình thấy là thay đổi từ tế bào trụ thành tế bào vảy, tế bào lát. Nhưng mà nhân nó vẫn là đồng đều. Không có sự tăng lên dị dạng về nhân. Cái tế bào sắp xếp thành những cái lát, thành những lát sắp xếp lên nhau, không có mất phân cực. Mà trong hạch sản thì sao? Mình thấy nhân nó rối loạn ha, có cái to, có cái nhỏ, nhân nhỏ, màng nhân thì không đều, nhăn nheo, không đều. Rồi đậm tăng sắc, tế bào thì sao? Cũng to nhỏ không đều, sắp xếp thì mất phân cực. Có cái tế bào thì xếp xéo qua bên phải này hướng lên, cái tế bào thì nằm ngang ha. Rồi tế bào này xéo vào bên trái, sắp xếp và mất phân cực, mất cực tính lộn xộn. Hạch sản không phải tăng sản sinh lý nha. Hạch sản thì trong hạch sản này mình sẽ thấy là vừa có sự tăng lên về số lượng của tế bào, tăng lên về cái chỉ số phân đài phân bào, và sao kèm theo sự dị dạng của tế bào nữa, sự dị dạng của nhân và của bào tử. Mình thấy là những tế bào hạch sản nè, nhân to lên và bào tử sao giảm kích thước, dẫn đến tăng tỷ lệ nhân trên bào tử.
Rồi. Bạn đợi tí. À, nghe nè. Quay lại bài học. Thì ở đây là cái biến đổi ha, tiến triển từ nghịch sản sang ung thư. Thì ở đây là cái biểu mô gai bình thường. Gai bình thường. Rồi. Khi có nghịch sản nhẹ, tức là có bắt đầu có sự biến đổi của tế bào. Tuy nhiên cái số lượng tế bào biến đổi nó còn ít. Nó chỉ sự biến đổi ở phần có 1/3 dưới. Biến đổi 1/3 dưới của mô. À, cái tế bào bắt đầu là nhân to lên ha. Rồi gì nữa? Tăng sắc là sắp xếp mất phần cực cộng sọ nhưng mà chỉ khu trú 1/3 dưới. Rồi ở trong nếu như mà sao? À, không điều trị hoặc là cái kích thích nó không có được loại bỏ thì bắt đầu là cái nghịch sản này dần nặng lên, nặng lên tiến triển thành nghịch sản trung bình ha. Thì trong cái nghịch sản trung bình này nè thì cái tế bào dị dạng bắt đầu nó thay thế dần lên những cái lớp phía bên trên, à, dần lên và chiếm 2/3 cái biểu mô. Đến nếu như mà sao kích thích nó vẫn không được loại bỏ, không được điều trị thì sao? Thì một thời gian sau cái nghịch sản, cái tế bào dị dạng bất thường rồi nè, nó xâm nhập lên đến toàn bộ cái lớp bề dày của lớp biểu mô luôn, là gọi là nghịch sản nặng, nghịch sản độ 3. Dần dần thì sao? Cái mức độ dị dạng nó tăng dần, nhưng ngày càng trở nên dị dạng to nhỏ không đều hơn ha, phân bào ngày càng nặng nề hơn, nó sẽ dẫn tới phân bào ngày càng nhanh càng cao á, thì nó sẽ dẫn tới gì? Ung thư tại chỗ. Ung thư tại chỗ là chưa có xâm nhập qua màng đáy, mà nếu như không điều trị thì nó sẽ dẫn đến ung thư từ xâm nhập. Thấy ở những cái giai đoạn sáng nhẹ, sáng vừa, sáng nặng thì nó đều có thể khả hồi nếu như mà mình giải quyết những yếu tố kích thích. À, thì đây là một cái mô hình diễn tiến từ một cái mô hình sản sang một cái mô ung thư. Thì cái mô hình này á, diễn tiến từ người sản nhẹ, người sản vừa, người sản nặng sang ung thư thường gặp ở cổ tử cung, gặp ở đâu? Đại tràng ha, đại tràng, qua hình qua cái gọi là cái polyp đại tràng đó, là ung thư. Tuy nhiên sao, có những cái loại ung thư, những cái cơ quan nó không có tiến triển theo cái con đường lịch sản này,
mà tự nhiên nó không còn phải trải qua người sẵn nặng mà sao có thể là ngay lập tức nó đi gần phải ung thư thẳng luôn, ví dụ như là những ung thư ở ở ở phổi nè, ung thư ở ở não á, nó không có cần đi qua cái con đường sản như vậy sao, rất là khó để mà tầm soát và điều trị được ở giai đoạn tiền ung thư. Trong khi đó ung thư ở cổ tử cung hay là ở ở đường tiêu hóa thì người ta ưu tiên là điều trị ngay trong cái giai đoạn tiền ung thư này để đạt được cái hiệu quả tối đa. Còn như ung thư phổi thì chơi có gì phát hiện sớm thôi, cố gắng phát hiện sớm thì chừng nào hay từng ấy thôi chứ không có ngăn chặn nó. Rồi. Rồi, ở đây là cái hình ảnh thật sự của người sản thì bạn thấy ở đây. Là cái hình ảnh lịch sản nhẹ sinh một ở đây nha, sinh một sản nhẹ mình thấy là cái tế bào to dị dạng này nó chiếm 1/3 của 1/3 dưới của lớp biểu mô, cái chỗ này nó chỉ dừng lại 1/3 dưới như thế này đây. Mình sẵn nặng hay sao cái tế bào dị dạng này nè, nó chiếm toàn bộ cái lớp bề dày biểu mô luôn. Và nếu như không điều trị nó sẽ dẫn tới ung thư tại chỗ và ung thư xâm nhập. Nhi dẫn hay lắm mà không Nhi đẩy cho em ra xe cái đó nó dẫn cho em. Dẫn được trong nhà. Ai cho mày cắn tao? Rồi, giờ mình nói về cái phần ứ động nội bào. Thì ứ động nội bào là sự lắng động một số chất ở bên trong tế bào. Rồi sẽ nói về ứ động nước, ứ động lipid, glucid, protein và ứ động các chất sắc tố. Thì cái ứ động nước này á, định nghĩa rất là đơn giản thôi, nó là sự ứ động nước bên trong tế bào. Nguyên nhân là do thiếu máu, thiếu oxy, ngộ độc và nhiễm trùng. Cái cơ chế ứ động nước là gì? Nó là lại là ở bên trên màng tế bào á, nó có những cái bơm NADH ATPase để duy trì cái nồng độ và ion ở bên trong tế bào. Thì ở trong cái trường hợp tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng, thiếu oxy như nè, thì sao? Giảm cái lượng ATP được tạo nên, giảm cái năng lượng cung cấp cho tế bào, nó làm cũng sẽ dẫn đến là giảm hoạt động của những cái bơm đó, bơm ion. Khi giảm hoạt động bơm ion thì sao? Thì natri mới là natri ở bên ngoại bào đó, nó cao hơn nhiều so với natri nội bào, nó sẽ tràn vào bên trong tế bào theo cái bậc thang nồng độ. Khi natri tràn vào thì nó sẽ kéo theo cái theo nước. À, nó khiến cho nước bị ứ động bên trong tế bào. Thì về đại thể thì cái mô bị ứ động nước nó sẽ to lên, phồng to lên, tăng trọng lượng, đang căng bóng, lợt lạc. Rồi về vi thể thì sao? Các tế bào nó bị ứ động nước nó sẽ trương đục lên thôi, vào phần to nhợt nhạt hoặc là thoái hóa nước thì tế bào sẽ vỡ hay chết. Thì mình thấy ba hình ảnh ở đây. Là hình ảnh A là tế bào gan bình thường. Rồi. À, có nhân và có bào tử màu hồng xung quanh cái nhân đó.
hình ảnh D mình thấy là ở đây sao? Bắt đầu hiện tượng thoái hóa nước. Xin lỗi, hình tượng ứ động nước xảy ra. Nước bắt đầu tràn vào bên trong tế bào gan. Khi nước tràn bên trong tế bào gan thì sao ạ? Nó sẽ làm giảm cái mật độ của những cái bào quang và những cái protein nội bào, khiến cho gì? Cái màu sắc của tế bào nó lợt lại hơn. Rồi tế bào rồi sao? Tăng lên về kích thước, à, phồng lên, căng phồng, tăng về kích thước. Rồi tới cái giai đoạn sau tiếp tục, nếu như mà cái tổn thương không được trả hồi thì sao? Thì cái tổn thương của những cái bơm ion ngày càng nặng nề, nước tràn số lượng lớn, kèm theo đó là sự rối loạn về nồng độ ion nội bào. Thì lúc này mình thấy sao? Bắt đầu xuất hiện những cái không bào lớn chứa nước, cái không bào lớn, à, bản chất là nước này tràn vào trong tế bào. Những phần lợt lạc còn lại là những cái phần bào quang còn lại nha. Thì lúc này sao tổn thương không phải trả hồi, tế bào cũng bị hoại tử, vỡ ra, chết, cho tế bào. Và ứ động rồi lipid thì có ba dạng là ứ động triglyceride, và thường gặp nhất là phần gan nhiễm mỡ. Thì mình thấy gan là nơi gì chuyển hóa glucid của cơ thể, nó biến, xin lỗi, chuyển hóa lipid cơ thể, hay nó biến gì phải. Thì cái quá trình chuyển hóa triglyceride sẽ ra ở gan. Thì nếu như mà gan nó bị tổn thương do viêm nè, do thiếu máu nè, hay là do độc chất như là rượu, thì cái quá trình chuyển hóa triglyceride nó bị ngừng trệ lại và khiến cho triglyceride nó bị ứ động ở gan. Rồi. Ứ động cholesterol và cholesterol este. Thì bình thường á, cholesterol được vận chuyển từ gan ra ngoại vi để làm gì? Để cung cấp năng lượng hoặc là cung cấp vật chất cho việc tạo nên màng tế bào. Màng tế bào, cấu trúc màng tế bào. Thì nếu như một cái lượng cholesterol nó vượt quá cái nhu cầu của những cái mô ngoại vi thì nó sẽ di chuyển ở trong máu. Sau đó thì sao? Sẽ di chuyển ra những cái mô ngoại mạch, những cái mô gan mạch đó, gan bào, và nó sẽ được đại thực bào nó ăn những cái cholesterol đó. Thì mình sẽ thấy là khi mà cholesterol nó ứ đọng ở mô ngoại vi, nó sẽ tạo thành những cái khối sùi màu vàng nền á, người ta gọi là những cái u vàng, những cái ban vàng, đó gọi là xanthoma. Ứ động lipid phức tạp thì gặp trong một số loại chuyển hóa bẩm sinh, gọi là bệnh tích tiêu thể. Thì trong những bệnh lý này, lipid bị ứ động trong những cái tiêu thể do thiếu hụt những cái enzyme thủy phân tương ứng. Như ở đây hình A là cái gì? Thoái hóa mỡ của tế bào gan. Mình thấy là tế bào gan này nó bị gì? Nó bị bên trong tế bào có một cái giọt mỡ lớn à, nó chiếm chỗ. Hình B thì sao? Ở hình B này là tế bào cơ tim. Tế bào cơ tim nó bị thoái hóa mỡ. Ở trong tế bào cơ tim cũng xuất hiện những cái giọt mỡ. Ứ động về glucid. Thì thường ứ động glucid gặp trong những cái bệnh chuyển hóa đường, đó glucose thì là bệnh tháo đường, hoặc là bệnh tích glycogen. Thì
Thì ở trong những cái bệnh lý này nè, ví dụ như bệnh đái tháo đường sao, thì cái lượng đường cao trong máu nó sẽ được lọc qua màng lọc cầu thận và đi xuống ống thận. Thì cái ống thận á sẽ tăng cường hấp thu glucose, từ đó hấp thu glucose khiến cho trong cái bào tương cái tế bào ống thận xuất hiện những cái giọt glucose. Thì những cái glucose này nó tạo thành những cái không bằng nhỏ rất là khó thấy ở trên lam HE thường quy ha. Nhưng mà mình thấy khi mà nhuộm BAS hoặc là nhuộm Camindibes nè, sẽ thấy là cái những cái glucose đó, nó được biểu hiện ra là những cái thuốc nhuộm, bắt những cái thuốc nhuộm màu đỏ. Và trong một số bệnh lý chuyển hóa như là bệnh này, bệnh Crohn sẽ kê này, cho thiếu hụt cái enzyme liên quan tới cái đường tổng hợp hoặc là thoái gián glycogen, khiến nhật glycogen nó không có được thoái gián ra thành glucose, nó sẽ bị ứ lại ở trong tế bào hoặc là trong tiêu thể của những tế bào gan, thận, cơ tim, khiến cho hay là tăng kích thước như đây, máy này tăng kích thước gan này hoặc là rối loạn hoạt động vô quan. Như ở đây là một cái mô gan của bệnh nhân Fonseca. Thì ở trong cái bệnh lý này thấy là sao, có ứ động glycogen ở gan. Mình thấy glycogen nó ứ động cái dạng những cái giọt, có những cái giọt màu trắng, cái giọt màu trắng, nhiều giọt màu trắng. Thì nó khác với lại một cái gan nhiễm mỡ. Trong cái gan thoái hóa mỡ thì sao, thì cái nhân tế bào gan nó bị đẩy lên từ một phía, bào tương thì có cái không bào lớn chứ mỡ. Còn trong cái bệnh lý ứ động glycogen thì sao, nãy là nhân tế bào nó vẫn nằm ở trung tâm thôi. Cái cái ứ động protein, cái đặc trưng của cái ứ động protein là xuất hiện những cái thể vùi hình tròn ha, đồng nhất vô định hình, có màu hồng, có còn một axit đó, ta gọi là cái myelin. Thì có những cái cơ chế cái ứ động protein ở bào, thứ nhất là nhập bào quá mức. Ví dụ như ở đây là một cái hình sinh thiết cái thận ha, thì người ta thấy á, ở đây là thận bình thường nè, chúng ta bình thường, còn đây là biểu mô ống thận ứ động cái thể myelin. Thì ví dụ như là bệnh trong bệnh cầu thận, bình thường nó sẽ làm thoát những cái protein huyết tương và dịch độc cầu thận. Trong những bệnh lý hội chứng thận hư, làm thoát những cái protein qua cái màng độc cầu thận, thì cái dịch lọc nó đi đến những cái ống thận, và ống thận sẽ tái hấp thu protein. Thì mình thấy ở đây chứa nhiều cái thì có thể vùi hyaline ra trong tế bào của biểu mô ống thận. Thì cái thứ hai là xuất bào quá chậm. Thì trong cái cơ chế này nè, ví dụ như trong bệnh u tương bào, thì những cái tế bào tương bào á, nó sẽ sản xuất ra những cái globulin miễn dịch, cái kháng thể globulin miễn dịch, và sau những kháng thể này được sản xuất ra quá nhanh so với khả năng xuất bào của nó, khiến cho lưới nội bào chất chứa đầy những cái globulin miễn dịch, thì tạo thành một cái thể hình tròn, là thể Russell gặp trong bệnh u tương bào và bị tổn thương bộ xương tế bào, như tế bào gan bị tổn thương nè, thì cái bộ xương tế bào á nó bị đứt gãy, kết tụ với biotin tạo thành những cái miếng, những cái gì rồi những cái thể vùi hay những cái dải màu hồng đậm ở trong bào tương của tế bào gan. Ứ động sắc tố. Đây. Thì sắc tố này nó là ngoại sinh hoặc nội sinh. Ứ động sắc tố ngoại sinh tức là sao? Tức là những cái chất từ bên ngoài đi vào cơ thể được thực bào nó dọn dẹp, nhưng mà sao? Cái tiêu thể của con thực bào nó không có tiêu hủy được những cái chất ngoại sinh này, khiến cho nó liên tục ứ động
trong cơ thể. Ví dụ như là bụi than, từ những cái chất mà sao cơ thể mình hít vào trong cuộc sống hàng ngày nó bị ứ động lại ở trong những cái thực bào phổi, hoặc là mực sâm, mực sâm ứ động luôn cái thực bào ở trên da. Đây là yếu tố, hoặc là những cái sắc tố nội sinh do chính cơ, chính tế bào cơ thể tổng hợp, như là lipofuscin, như là sắc tố là melanin, hemosiderin hay bilirubin. Ở đây mình sẽ thấy hemosiderin. Thì hemosiderin là một chất sắc tố, chứa sắc trong đó. Nó là hành cho sự giáng hóa của những phân tử hemoglobin của hồng cầu vàng. Thì bình thường á, mình sẽ thấy là ở những cái thực bào ở trong lách này, nó sẽ có nhiệm vụ là dọn dẹp hồng cầu vàng, nó sẽ chứa những cái hemosiderin này. Hay melanin là một chất hắc tố, gọi là chất hắc tố. Chất này do một cái tế bào gọi là hắc bào ở da hay là nevi bào ở da tiết ra, giúp bảo vệ da mình khỏi tác động của tia cực tím thì trong cái u lành và u ác của cái loại tế bào này nè, thì mình cũng sẽ thấy ứ động chất hắc tố trong đó. Lipofuscin thì lipofuscin là như hình ảnh này, là lipofuscin ứ động ở trong tế bào gan ở người già hoặc người bị đói ăn. Thì bản chất lipofuscin này là những cái thể cặn bã chứa lipid của những không bào tự tập bên trong tế bào. Thì người ta thấy là lipofuscin này thường là đi kèm với quá trình lão hóa, thoái hóa tế bào. Đây là hấp nhập hemosiderin ở phổi. Thì ở phổi bình thường làm gì mà có những cái thực bào hemosiderin. Cái hemosiderin nó chỉ thấm nhập khi nào, khi mà có một cái xuất huyết cũ ở phổi, tức là có gì, tức là có trước đây á, bệnh nhân này là bị suy tim sung huyết nè, khiến cho máu bị ứ động ở trong phổi và rỉ máu ra một kẽ phổi. Thì khi đó sao các cái thực bào ở trong phổi nó mới dọn dẹp ha, và để lại những cái hemosiderin. Khi ta thấy những cái hemosiderin ở trong cái phổi này nè, thì cho thấy là nhiều khả năng bệnh nhân trước đó mắc cái bệnh suy tim sung huyết. Bởi vậy cho nên người ta mới có cái từ là tế bào tim á, chỉ những cái thực bào hemosiderin ở phổi. Giờ mình đi về cái lắng động ngoại bào, lắng động cholesterol, protein, canxi hay là urat. Nó đọc cholesterol thành đầu tiên. Thì cái lắng động ngoại bào á, tức là sự lắng động của những cái chất ở đâu, ở cái vùng gian bào. Thì lắng động cholesterol xảy ra khi mà có sự giải phóng một cái ồ ạt cái lượng cholesterol vào môi trường ngoài. Thì cái nguồn gốc từ cholesterol đó là từ đâu, là từ màng của những tế bào bị vỡ, bị chết. Vậy mình thấy là trong khối máu tụ, khi mà cái màng hồng cầu bị vỡ này, hoặc là trong những cái mô bị hoại tử nhanh của ngoại đó, thì những cái cholesterol từ màng tế bào nó cũng vỡ ra môi trường, lắng động của vùng ngoại bào,
kết tinh lại thành cái tinh thể cholesterol kim. Tiếp về lắng động protein thì có lắng động hyaline, lắng động các fibrin và lắng động chất dạng tinh bột và lắng động các amyloid. Đây là lắng động hyaline thành mạch này. Thì chất hyaline này là cái gì? Chất hyaline này có bản chất là những cái protein ở trong máu nó bị rỉ ra khỏi lòng mạch và nó tích tụ lại ở khoảng quanh mạch máu, ở cái phần quanh mạch máu. Vì vậy sao hyaline này xuất hiện ở những cái người thành động mạch, người lớn tuổi ha, khi thành động mạch bị yếu và trong những tổ chức liên kết cùng với sẹo cũ và cổ viêm mạng tính. Thì về cấu tạo của hyaline nó gồm những cái protein trong máu trong huyết tương á, như là fibrin, những cái globulin miễn dịch, cái lipoprotein và những cái bổ thải. Vậy thôi, không khó và ứng viêm đi kèm với hình tượng động như đi. Tiếp theo là cái độc amyloid ha. Amyloid là chất dạng tinh bột amyloid. Này, dạng tinh bột là những cái đám màu hồng vô định hình. Bản chất là những cái protein dạng sợi. Đường kính khoảng 7-13 nanomet. Rồi. Thì những cái bệnh lý khác nhau á, thì bản chất của những cái protein trong amyloid sẽ khác nhau. Ví dụ như là trong lắng động amyloid trong bệnh tụy á, thì cấu tạo hóa học chủ yếu là những cái globulin biến dịch. Trong khi đó chất amyloid ở trong cái ung thư tuyến giáp dạng quỷ á, thì cấu tạo hóa học của nó lại là những cái chất ung thư tuyến giáp. Hay là lắng động fibrin. Thì cái lắng động fibrin này nè cũng là xảy ra ở quanh cái mô quanh mạch máu ha, nhưng mà có hiện tượng phim kèm theo. Thì bản chất của nó cũng giống giống như chất hyaline này đó. Thì thật ra nó cũng là sự cái sự rò rỉ của những cái protein huyết tương ra bên ngoài thôi. Mình thấy nè, lắng động kèm theo đó là cái gì? Phim mạch máu ha. Và xuất huyết. Thì thường nó gặp trong cái bệnh lý viêm mạch, lý viêm mạch máu. Tiếp theo là mình nói về lắng động canxi. Thì có canxi hóa nghịch dưỡng và canxi hóa di căn. Thì canxi hóa nghịch dưỡng lắng động trong mô. Đây là cái lắng động canxi ở trong mô của chết. Tạo thành gì? Tạo thành những cái vùng lắng động canxi hoặc là tẩy cát để săn mài. Một cái đó là canxi hóa di căn. Nhưng canxi hóa di căn sẽ lắng động trong mô sống mà cho tăng những cái canxi máu. Thì đây là những cái hình ảnh lắng động canxi hay hiện diện ở cái dạng vô định hình bắt màu kìm ha, hoặc là sao tạo thành thể cát ở trong carcinoma tuyến giáp dạng nhún. Mà ở đây mình thấy là có từ di căn này, thật ra nghe di căn thì mình hay nghĩ tới gì, cái ung thư đúng không, metastasis calcification, mình nghĩ tới ung thư, mà thật ra cái này không có liên quan gì tới ung thư hết nha. Cái từ ngữ ta gọi gì thôi, chứ không có ung thư. Thì canxi hóa di căn là gắn động trong mô sống á, còn những cái bệnh do tăng canxi máu. Ví dụ như là bệnh lý cường cận giáp này. Nó lắng động urat, cường động urat.
Độc urat thường là gặp trong bệnh gút. Thì bệnh gút là một cái tình trạng rối loạn chuyển hóa urin nó dẫn đến tăng acid uric. Thì acid uric bị lắng động trong những cái cơ quan khác nhau. Đây là những cái tinh thể acid uric nè sẽ hoạt hóa quá trình viêm để thấm nhập vào liên phô bào, thực bào và đại bào ăn dị vật. Nó sẽ gây viêm khớp, viêm thận và đến đầu nhức khớp, suy thận. Giờ mình qua cái sự kết tế bào là cái phần cuối. Thì mọi người nghỉ khoảng 5 phút đi ha, uống nước này nọ đi mình quay lại.
Mình tiếp tục mình học về sự chết tế bào. Thì sự chết tế bào là một cái tình trạng trong đó tế bào không còn hoạt động chức năng. Thì người ta chia sự chết tế bào thành hai cái dạng là chết sinh lý hay gọi là tự hủy tế bào, apoptosis, hoặc là bệnh lý hay gọi là hoại tử tế bào. Đấy, đi. Đây, apoptosis. Thì apoptosis hoại sinh học là một cái quá trình chết tế bào đã được chương trình hóa, biểu hiện ở dưới nhiều hình thức khác nhau như là cái niêm mạc tử cung bị bong tróc trong chu kỳ kinh nè, rồi gì nữa, thay đổi cái lớp biểu mô ở da hoặc là ở ruột, cái bọc máu bị ở cuối cái chu kỳ hoạt động. Thì những cái này là xảy ra do mình thấy là thường á, apoptosis là do nguyên nhân sinh lý nhiều hơn, là những cái tế bào già mất chức năng nó sẽ được rồi chết đi để nó dọn dẹp cái điều kiện tế bào khỏe mạnh hơn ra đời và phát triển. Thì những cái tế bào này nó chết một cái suy rẻ, số lượng ít thôi, không ảnh hưởng đến chức năng của mô, không kích thích các thần kinh. Thì có những cái nguyên nhân gây ra apoptosis, thì nguyên nhân sinh lý nên cho mình nói rồi ha. Và nguyên nhân bệnh lý thì có một số bệnh lý cũng gây ra, cũng có dẫn đến apoptosis. Tổn thương DNA thì cơ thể mình sao lúc nào cũng có cái cơ chế nhận diện và sửa chữa những cái sai sót trong gen, trong DNA. Mà nếu như sao cơ thể mình không có tự sửa chữa được tổn thương sao, thì nó sẽ kích thích tế bào chết theo chương trình để tránh gì, để tránh những cái tế bào mà bị sai sót trong gen nó di truyền được thì cái thế hệ tế bào kế tiếp, tích tụ những cái protein mà sao nó gấp nếp không đúng. Thì cái protein mình biết đó là một cái chuỗi từ những cái acetamin đúng không, chuỗi cái acetamin, nhưng mà sao để protein muốn hoạt động thì nó phải bị gấp nếp một cách đúng cách. Nếu như mà sao những cái protein mình gấp nếp sai cách, nó tích tụ quá nhiều ở trong tế bào thì nó cũng sẽ làm mất chức năng tế bào và sẽ tế bào nó sẽ hoạt hóa cái quá trình apoptosis này, hoặc là lao hoặc là IV nó cũng đi vào bên trong tế bào và tấn công và làm gì, làm hoạt hóa những cái cơ chế apoptosis. Đây là cái hình thái học. Bây giờ ở đây mình sẽ thấy gì, đây là tế bào bình thường nè, mình nhìn cái nhân của nó ở trong đây thì chất nhiễm sắt nó sẽ phân bố đều với nhân, còn ở bên cái tế bào bị apoptosis sao chất nhiễm sắt bắt đầu nó tích tụ dọc theo cái màng bào tương dẫn đến là dày màng bào tương thôi. Rồi cái bào tương của nó sao, bào tương tế bào dần dần bị phân mảnh, fragment thành những cái thể tự tập. Thì những cái thể này nè, sau đó nó sẽ được đại thực bào nó ăn dọn dẹp. Thấy ở trong đây không có xảy ra hiện tượng viêm, không xảy ra những viêm. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái con đường apoptosis. Thì có hai cái con đường là đường nội sinh và đường ngoại sinh. Đường nội sinh là bắt đầu từ cái protein BCL2. Thì mọi người xem ở đây, BCL2 là một cái protein ở trên màng tinh thể. Thì bình thường nha, khi tế bào đang sống khỏe mạnh, nó sẽ nhận được những cái tín hiệu sống sót, ví dụ những cái growth factor, yếu tố tăng trưởng. Thì những cái này nè, những cái tín hiệu bên ngoài nó sẽ làm gì, cái tín hiệu mà sống sót của cơ thể gửi đến nó sẽ làm BCL2 hoạt động. Thì khi BCL2 hoạt động thì sao, nó sẽ làm ức chế cái
cái kênh Buxbat này, Buxbat, thì khiến cho cytochrome C nó bị giam giữ lại bên trong tinh thể. Khi mà sao thiếu những cái tín hiệu sống sót mà, hoặc là DNA bị tổn thương do tia xạ này thì sao? Thì xảy ra. Thì không còn những cái yếu tố để mà kích thích tế bào nó tồn tại nữa, thì cái BCL2 sẽ bị ức chế. Cái BCL2 bị ức chế thì sao? Thì cái kênh Buxbat này nó sẽ được mở ra, khiến cho những cái chất màu đỏ cytochrome C nó thoát từ trong cái tinh thể này ra bên ngoài tế bào. Chúng nó sẽ hoạt hóa cái con đường apoptosis. Thì người ta thấy trong nhiều loại u và ung thư thì nó có liên quan đến hoạt động của cái gen của BCL2 này, hoạt động của protein BCL2 này. Dù ở đây là một cái ung thư ở hạch ra mà có liên quan đến đột biến gen, đột biến cái BCL2. Hoặc là ta thấy là những cái gì u tuyến ở đại tràng á, tức là cái tổn thương tiền ung thư ở đại tràng cũng có hoạt động mạnh cái BCL2 này ha. Rồi. Con đường nữa là con đường ngoại sinh. Thì trong con đường ngoại sinh này nè, nó được kích hoạt bởi những cái tác nhân gây chết bên ngoài tế bào, thường là những cái TNF. Thì nó sẽ có điều hòa quá trình viêm và tiêu diệt cái tế bào bị nhiễm virus hoặc là những cái tế bào u. Thì những cái bởi những virus nó cũng có cơ chế tự bảo vệ của nó. Thì virus khi nó chèn được cái đoạn DNA của nó vào bên trong tế bào á, bên trong tế bào, thì những cái tế bào đó nó sẽ tự nhận diện được có sự thay đổi bất thường ở trong di truyền, và nó sẽ tự nó apoptosis luôn để bảo vệ, không cho gì, không cho virus sinh sản bên trong nó. Bây giờ mình đi qua hoại tử. Hoại tử là những cái biến đổi ha, xảy ra khi mà tế bào chết do nguyên nhân bệnh lý. Thì trong cái quá trình hoại tử này nè, tế bào nó sẽ chết với một cái số lượng lớn, là chết ồ ạt. Rồi. Có cái kích thích viêm và ảnh hưởng đến chức năng của mô. Một số cái nguyên nhân có thể gặp phải máu hay chấn thương, chất gây độc tế bào hay là viêm nhiễm từ miễn, nói chung là nhiều nguyên nhân dẫn đến hoại tử. Thì đây là biến đổi của hoại tử. Và hoại tử thì đầu tiên mình sẽ nói biến đổi của nhân. Nhân nó biến đổi thế nào? Thì mình thấy ở đây là nhân đông mà. Giai đoạn đầu tiên nhân nó sẽ đông lại, vón cục lại, mất một kiền. Đoạn thứ hai là nhân vỡ. Nhân nó bị phân mảnh thành những cái miếng mảnh khác nhau, nhiều cái mảnh nhỏ khác nhau là nhân vỡ. Cuối cùng là nhân tan. Nhân tan là chỉ còn là một cái bóng mờ, và để lại cái phần
tế bào, còn cái bóng bóng dáng tế bào thôi, không còn nhân nữa, là nhân tan. Rồi biến đổi bào tương thì sao? Dần dần á, đầu tiên ribosome sẽ bị phân rã, khiến cho bào tương mất đi cái tính kiềm. Rồi sau đó là tăng tính axit, những cái protein bị biến chất và dần dần là xóa bỏ, xóa mờ cấu trúc của trong bào tương. Thứ ba là biến đổi màng tế bào nè, thì mất tính thấm chọn lọc dẫn tới là natri và nước tràn trong tế bào, khiến cho tế bào tương trương phồng lên và nứt vỡ. Thì có những cái dạng hoại tử tế bào khác nhau. Thì mình sẽ dần dần đi vào cái hoại tử. Hoại tử đông. Hoại tử đông mình có dạng hoại tử mà cái cốt mô chết vẫn được bảo tồn. Tức là sao? Tức là cái mô hoại tử nó không còn nhân nhưng mà nó vẫn còn cái cấu trúc sắp xếp của bào tương. Nó giống như cái bóng mờ của tế bào. Thì hoại tử đông sau vài ngày nó cũng sẽ được dọn dẹp với thực vào, hoặc là gì, hoặc là sẽ bị vô hóa. Như ở đây là một cái nhồi máu hoại tử đông ở thận ha. Thì mình thấy nhồi máu như là cái thuật ngữ dùng để chỉ cái vùng cơ quan bị hoại tử đông, là nhồi máu ở thận. Mình sẽ thấy gì, cái vùng mô thận bị hoại tử nè, nó vẫn chứa cái gì, mình vẫn thấy bóng dáng của tế bào ha, mình thấy bóng dáng của ống thận, của cầu thận ha, của những cái tia tủy ở thận nè, mình không còn thấy nhân nữa. Tiếp theo là hoại tử nước. Thì hoại tử nước xảy ra ở nơi có nhiều bạch cầu, như là những cái mô ăn viêm hoặc là những cái mô não. Thì những cái tế bào hoại tử thường gây ra những cái đẳng viêm phù nề xuất dịch ở mô. Thì ở những cái dịch đó, bản chất là chứa gì, chứa xác bạch cầu, chứa vi khuẩn và chứa những cái tế bào ở trong đó, thành những cái dịch đó người ta gọi là mủ ha. Ví dụ như ở đây có hoại tử nước ở phổi, thì cái nước, cái gọi là nước ở thực chất chính là dịch, chính là mủ ha, chứa rất là nhiều bạch cầu trong đây, xác bạch cầu và xác bạc. Thì nước xảy ra là do phù nề trong quá trình viêm. Thì ở đây là hoại tử nước ở mô não. Cái vùng não bị hoại tử nước nè. Chứa những cái mảnh vỡ tế bào ha, rồi chứa gì đâu, chứa dịch do viêm á, viêm áp xe não. Rồi. Xung quanh ở đây là những cái mô hạt đang tái tạo. Và những cái tế bào linh đệm phản ứng. Bên nhồi máu đỏ hay gọi là hoại tử chảy máu. Thì hoại tử chảy máu sự kết hợp giữa hoại tử đông hoặc là hoại tử nước đó, với sự tràn ngập máu ở mô. Đơn giản thế này. Một cái mô bị hoại tử trước đó, sau đó là sao? Máu à, ống thúc từ những cái vách mạch bị tổn thương ở trong mô hoại tử, hoặc là máu đến từ đâu, cái sự tái tưới máu ở mô bị hoại tử đâu, là khiến cho cái vùng bị hoại tử đó nó bị tràn ngập bởi máu. Ví dụ như là ở trong nhồi máu cơ tim đi, thì mình thấy á, nếu như mà bệnh nhân sao phát hiện sớm và được sử dụng thuốc kháng đông ha, đánh tan cục máu đông trong những giờ đầu tiên, thì mô cơ tim được tái tạo hoàn toàn bình thường, rất là tốt. Nhưng mà giả sử sau 24 tiếng bệnh nhân mới được đưa vào bệnh viện, lúc đó thì sao, vùng cơ tim nó hoàn toàn bị hoại tử. Bây giờ mình có đánh tan cục máu đông cũng không giúp tế bào cơ tim nó được hoạt động trở lại ha. Mà sao có nguy cơ là cái gì,
khi mà mình đánh tan cục máu đông thì lúc đó máu từ cái vùng khác mạch vành sẽ đổ tới cái vùng hoại tử, khiến cho vùng mô cơ tim bị hoại tử, sẽ bị xuất huyết, và gọi đó là nhồi máu đỏ. Vậy mình thấy cái sao mình các bạn học về nội khoa về điều trị, mình sẽ thấy là gì, cái khoảng điều trị nhồi máu cơ tim nó có khoảng thời gian thôi. Sau khoảng thời gian đó ha, mà mình vẫn ráng mình tái thông mạch vành thì sẽ gây ra cái nguy cơ là hiện tượng tái tưới máu này. Lúc đó thì cơ tim nó không hoạt động được, nó còn là xuất huyết ở trong tim. Đây mình thấy gì, máu và hồng cầu và bạch cầu xen lẫn với những cái tế bào cơ tim. Tiếp theo là về hoại tử mỡ và hoại tử của mô mỡ đó, hoại tử đông của mô mỡ. Thì trong viêm tụy cấp nè, cái phần mô mỡ bao quanh tụy đó, nó bị thoái dáng gì những cái men lipase được giải phóng khỏi mô tụy. Thì ở trong tụy bình thường nó chứa những cái men được tiêu hóa thức ăn, nhưng mà trong viêm tụy cấp thì sao, những cái men đó được hoạt hóa và nó tiêu hủy chính những cái lipid, những cái gì protein của cơ thể. Thì phần mô mỡ cung quanh tụy nó cũng sẽ bị lipase nó thoái dáng thành cái axit béo, sau đó thì axit béo được muối canxi sạch hóa. Mình thấy là cái vùng muối canxi sạch hóa nó sẽ có dạng chất ưu kiềm nhẹ này, và sẽ có lắng động bổ gì, lắng động vô hóa ha. Tự bá đậu thì hoại tử bã đậu là một cái vùng hoại tử trắng vàng ở trên đại thể, và cái chất dịch trong đó nó giống, tính rất giống như chất bã đậu. Thì ở trên vi thể vùng hoại tử gồm những cái là một cái chất màu hồng vô định hình bằng chất lợi xác của những con thực bào, đại thực bào, rồi dầu lipid ha, cũng như là gì, chứa rất là nhiều cái vi khuẩn lao ở trong cái phần hoại tử đó. Này, những chất hoại tử bã đậu xung quanh là hình ảnh viêm hạt ở trong lao. Hoại tử tơ huyết, tử tơ huyết tức là cái gì? Để mình học về cái lắng động fibrin đó, nhớ không, lắng động tơ huyết đó. Thì cái này chẳng qua là hoại tử do cái mạch máu nuôi nó bị tấn công ha, vì viêm mạch máu thường là do lắng động phức hợp các nguyên kháng thể ở hết mạch. Ở đây nè, mạch máu bị tấn công và bị vỡ ha, một xung quanh là viêm kèm với hoại tử. Rồi cuối cùng là hoại tử ngoại thư. Thì hoại tử ngoại thư xảy ra, thì hoại tử ngoại thư là hoại tử đông ý chi cho tổn thương mạch máu ở ngoài biên. Thì cái vùng hoại tử đó, nếu như mà sao giữ gìn không kỹ, nó sẽ bị nhiễm khuẩn sẽ tạo thành hoại tử ướt. Và nếu như vi khuẩn là vi khuẩn kỵ khí có khả năng sinh hơi thì ta gọi đó là hoại thư sinh hơi. Đây là cái chi của bệnh nhân bị hoại tử chi nha. Đây là hoại tử ướt. Thứ ở đây giờ thiếu máu và nhiễm những cái vi khuẩn. Còn đây là hoại tử khô do tắc mạch, do có thể là do sơ mở động mạch. Và hoại tử khô có thể gặp ở bệnh nhân, gặp ở những người mà không hút lá, cũng có thể là chỉ gây tắc những cái vi mạch ngoài vi và gây hoại tử chi. Rồi thì bài mình đến đây là hết.